Đề nghị một tràng pháo tay để cùng chúng ta cùng chào đón với nhau. Xin mời tất cả các thành viên chúng ta sẽ nắm tay lại với nhau. Dịch đè đè dịch đè. Hận đúng chứng, hận đúng cứng đầu, hận xe cứng vô. Có bao chi đường nè. Có bao chi đường. Ôm lên đầu tư này. Một tràng pháo tay để cùng chúng ta cùng chào đón với nhau. Ban tổ chức rất là hân hạnh được gặp và gỡ các anh chị từ các đơn vị về với Tây Ninh trong cái hành trình farm trip. Tây Ninh sẽ sẵn sàng đón tất cả mọi người ở trên mọi miền đất nước đến với Tây Ninh, đến với cảnh đẹp Tây Ninh, đến với tiềm năng của Tây Ninh. Xin cảm ơn tất cả. Bây giờ luôn nói cái gì anh chị mình sẽ nói nghe được không ạ? À? Tay giơ cao lên nắm lại và giơ cao lên được không ạ? À? 2, 3. Ngày xưa chúng ta muốn có lửa là phải nhờ tới ông thần lửa. Ông thần lửa đã xuất hiện đang mặc áo xanh xanh và cầm đuốc ở phía trước anh chị đó. Và bây giờ cây đuốc xin phép được cắm lên để đốt lên ngọn lửa tất và tất cả các đơn vị đồng hành cùng chuyến tham tiếp hôm nay. Và bây giờ lửa một quẹt ơi. Và bây giờ lửa đã bắt đầu có lời mời. Xin mời tất cả các vị đại diện chúng ta cùng nhau mình sẽ cầm cái đuốc để đốt lửa lấy khí thế để tất cả buổi tối ngày hôm nay. Và đây là một trong những cái đuốc có 1, 2. Đổi mưa quá lỡ ơi, cố gắng trái cho lửa ơi. Rồi. Ok, xin cảm ơn tất cả các bây giờ lửa đã lên rồi, xin mời tất cả các thành viên chúng ta sẽ nắm tay lại với nhau. Vâng, xin mời tất cả các vị đại diện chúng ta sẽ chia về các khu vực hàng của mình. Và nhớ nha, nam sinh kẻ nữ nặng hơn. Nhớ nha. Thử nha. Trời đất ơi, cái cặp này quá chén luôn nha. Trời ơi, cái khúc mà hứng chứng cái đội làm nháp luôn á. Chuẩn bị, 2, 3, xuống. Rồi, đi em nha. 2, 3, dòng qua đây nha. 2, 3. Dịch đè đè. Dịch đè đè. Dịch đi, không có cười dịch ơi. Dịch đè đè. Dịch đè đè. Dịch đè. Hứng đúng chứ, hứng đúng cứng đầu. Hứng không đúng đi lại, hứng không đúng đi lại. Hứng không đúng đi lại, nha. Hứng này, hứng không đúng. Này, hứng không đúng. Lưu ý nha, phải hứng đúng hết mới được về. Hứng, đi đứng hứng đâu. Hứng xe cứng vô. Hưng đúng cái trứng vậy. Chị cho đường hơi nhiều quá chị. Chị hết ngọt rồi chứ chị khổ đó chị. Rồi, bỏ miếng chanh. Chị cho ít chanh thôi nha. Chị đang bận quấy đó nha. Rồi, bỏ miếng nước. Bỏ miếng nước nữa. Rồi, giữ nguyên nha. Bây giờ tôi coi ai chưa có nước nhiều. Bỏ miếng. Rồi, cho miếng nước nè. Cho miếng đường nè. Cho miếng chanh nè. Cho miếng chanh nè. Cho miếng đường nè. Bỏ bao chi đường nè. Bỏ bao chi đường nè. Đúng nè. Được chưa? Anh khép cái trời em rồi. Rồi chuẩn bị nha. Bỏ miếng đá. Rồi 2, 3. Quậy. Quậy. Quậy mạnh lên. Quậy mạnh lên. Quậy mạnh lên nữa. Quậy mạnh nữa. Quậy mạnh nữa. Quậy mạnh nữa. Uống rồi đứng dậy. Uống. Rồi về chỗ. Uống khỏi chỗ. Ok rồi. Vâng. Chấm. Tháng 7 9 chấm
năm 2019 chấm 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 anh anh rước tới một niềm vui chào người bạn mới lên uống hết đồng ly này lá đẹp uống không được nói nhanh lên rồi đấy sao đẹp sao đẹp sao vô sao uống cái ly anh đẹp uống hết đồng ly này chữ chân đi nâng lên rồi từ từ anh ơi chưa có ai cột cái gì rồi bây giờ nuôi lại đi anh. Thầy ơi, đây là xin phép mình dọn cái đám cuối vô đây này. Anh ơi, chỉ cho